Chủ tiệm vàng thảo lực cho rằng cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định không đúng sự thật khách quan, xử phạt vi phạm hành chính không đúng. Theo đó, quyết định khám chỗ ở không nêu ra hành vi vi phạm công lực là gì, lý do vì sao phải khám và không nêu rõ thời gian khám. Quyết định ban hành trước thời gian bắt quả tang hành vi vi phạm hành chính 6 ngày, kể từ hôm vi phạm 30 tháng 1 là không có căn cứ pháp luật. Kế đến, quyết định tạm giữ tăng vật của công ty sản xuất thương mại nhân đạt cho Wellery thảo lực là không có căn cứ vì trước đó không có quyết định nào khám xét công ty này về hành vi vi phạm hành chính. Đồng thời, ông Lực cho rằng, Hành vi đổi 100 đô cho ông Jay diễn ra ngày 30 tháng 1, nhưng đến ngày 13 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế mới lập biên bản vi phạm hành chính là quá lâu, gần 8 tháng, không đúng theo Điều 58 luật xử lý vi phạm hành chính. Kéo theo quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không đúng pháp luật do căn cứ biên bản vi phạm hành chính ngày 13 tháng 8 để ban hành, nhưng ngày này tiệm vàng lại không xảy ra vi phạm. Ông Lực cho rằng 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo bị tịch thu là tài sản riêng của gia đình được cất giữ trong hộp tủ riêng tư, không bày bán và cần phải được trả lại.